Xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ mời mọi người đi coi câu cá cần tay nha mọi người. Và hôm nay mình mời mọi người đi coi một cái cần thủ chuyên nghiệp đến từ Bình Đại. Đó là anh Hậu. Và mời mọi người coi anh Hậu sẽ tổ tài câu cần tay nha mọi người. Và câu cá rô phi nái khủng chà bá bự luôn. Chà bá nha. Ok mọi người. Giờ mời mọi người cùng theo dõi anh Hậu câu cá rô phi với mình nha. Rô phi. Đang ăn á. Tao đã chưa? Ok chưa? Được. Chơi nó. Rồi, tới con chuyện rồi. Trời ơi, đây heo. Trời ơi. Thằng ơi. Ông nội cha. Đậu xanh, trời ơi. Không, chắc khó bắt quá. Đừng xảy nghe ông nội. Khó bắt quá. Đừng xảy nghe, trời ơi, cá này có pha dính. Ông nội cha bự. Trời ơi, pha dính cá vậy không à. Ui. Dễ không nổi. Trời ơi, trời ơi. Đây, hồi hôn cá. Hơn một ghen. Thánh thần ơi, trời ơi, đừng xảy nhảy ra. Trong một ngàn rưỡi. Trời ơi, khoa câu là dính cá cỡ này không à. Ui, trời ơi, ông nội ơi. Má ơi, con cá phi. Ờ, ta có chuyên nghiệp đó. Câu chuyên nghiệp cần hữu đến từ Bình Đại câu vậy không? Ghê thiệt. Ờ, cái miệng cá đút bốn con tay mới vừa. Coi chừng nghe, coi chừng cầm nghe. Sắc chưa? Trời ơi, hắn thần ơi, đương cái xích rồi xíu nữa. Trời ơi, má ơi. Trời ơi. Nhức nách cá hay chưa? Má ơi. Thấy nó còn chuyên nghiệp không? Trời ơi, anh em thấy con cá thôi anh em. Thì chứ mình thấy mình còn ghiền á anh em. Con cá đúng rồi, con cá. Trời ơi, con cá quá trời, con cá luôn. Đâu làm ăn con bự bự như nãy coi. Còn nữa nha. Làm ăn con nữa đây. Con nó đủ vốn mình. Cá phải cỡ đó. Đó, chuyện đây đó. Câu giờ câu cá cỡ đó mới chịu với cá mà bằng tay chê anh em. Và đó rồi cá bằng tay bắt đơn rồi. Còn giờ cá bằng tay là cá con. Cá phải cỡ này mới bắt. Giờ cá bự. Vợ ơi. Đúng cá rồi, mấy cá giật lên cái đầu cái thấy đá ghê nha. Biết ăn nữa. Đó. Xuống. Trời ơi nữa rồi. Nhỏ. Rồi cá mè, mè rảnh nha. Mè. Mè rảnh nha anh em. Mè. Nuốt luôn. Còn sao? Mình đổi nè. Ghê. Cái quăng cho nó đụng nắm cám vô cái lùm cỏ nữa. Đuổi không? Đâu. Tú còn đâu phải không? Mốt gì lắm vậy. Đó. Ừ, cá mè nha. Mè rảnh nha anh em. Cá mè. Dạ. Cái mè rảnh nha. Rảnh. Gì cũng được, bỏ xuống nuốt à. Được rồi, quẩy vô luôn ông ơi. Ghê. Đè đang đè mồi. Cho vô rộng. Từ từ. Xuống chắc là giật nha. À, cái gì vậy? Nghe gì vậy? Mới. Cái tà 4 kg vậy. Đồ. Dính hả? Trời ơi. Vậy không? Đó. Ê. 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 Ê.
cái 4 ký cho sảy hàng. Cá giờ dính cái cỡ này chơi nhỏ thì chết bố láo. Mày nhỏ. Bố láo thì chứ. Hồi đó câu cá cỡ này bắt hết trời. Kéo rồi kéo hú hú chạy. Bẹt. Cậu nhận thấy đó, thấy hỏi ai. Cậu nói mấy ăn tạm đâu hả? Cậu nói có mấy ăn tạm câu hả? Thế nào mà chắc tôm cũng dữ thần đó. Chạy cho khỏi. Bốn giờ về. Làm chạy con bự bự. Nó gặp em đây chắc hôm qua tối ngày. Thì đó qua đấy, nhà cái bên đó. Chà, nhà giống như nhà ông Tú vậy nè, ông quen bên đây á. Chứ không quen qua cũng khó á. Đó. Ai ai. Xuống là lụm nha. Đó lụm, lụm. Đang xuống lụm. Ông nội ơi, đó. Không là. Đó. Nó bị dấu nè. Trời ơi. Trời ơi. Ôi đó, trời ơi. Trời ơi, chết 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 chết. Trời ơi, trời ơi. Ê, con cá điêu hồng, con cá ngu quy. Ê, con cá tai tượng. Ôi trời ơi, trời ơi. Thánh thần ơi, trời ơi. Không có nội, có ngoại ơi. Cái này cái gì đây trời, trời ơi. Ê, từ từ, đừng ơi, đừng. Trời, nhấp trên rồi, đường nào xảy. Dạ ơi. Ông cố nội ông cố ngoại ơi. Ký lô. Trời ơi con này nấu cháo nha nè, nấu cháo gầu gầm nha. Trời ơi. Trời ơi, ông nội ơi. Hết nấu cháo gầu gầm anh em ơi. Trời ơi, ăn cá nãy giờ no mất bụng rồi. Nè, này nấu cháo gầu gầm. Hết biết. Anh em cạo giải hết nè. Các anh em bắt nồi cháo lên rồi nè. Cháo sôi đùng đùng như gạo ha. Anh em bỏ nó vô, nêm nếm rồi hết nè. Cái gầu găm, hành lá, cái bầm như diễn ra đổ vô. Rồi quất cho một chén, một dĩa muối ớt chanh. Trời ơi, chấm đầu, ăn cái đầu thôi là nhức nách. Đang nói mà kể gì đâu không. Béo cực kỳ luôn. Rồi, hả? Cái chuyện cà phê quận á. Cà phê bự không, ở quận cái ta. Nãy nó vô, thấy nó quận là tưởng cà phê, tưởng cái ta, cà phê không. Cá bự không. Cha ơi, cá cát luôn. Thôi thánh thần ơi, con cát bự. Trời ơi. Ghê. Tầm bay tầm bả không ơi. Cát nái luôn ơi. Ôi quá ta. Trời ơi. Lâu lắm mới thấy được con cát rồi. Này có một tép là dính là tổng liền. Đó. Bự á, bự á, bự á. Cá bự ăn vậy hụt hụt vậy đó. Không dám giật cho nó luôn á. Ừ, nó xuống là lụm nha. Còn cục đó. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy gì chưa? Thấy mặt cái gai. Trời ơi, trời ơi. Nó chạy xuống. Trời ơi, nó chạy kìa. Thấy mặt ngang. Không sảy nha, sảy là làm lợi nha. Làm lợi đó. Ê, đừng ra ngoài. Cái gì? Cái gì? Ồ, trời ơi, bỏ tới, nhào tới. Nhào tới, sảy. Ừ. Trời ơi, đó, đó, nó lên nè, nó lên nè kìa. Trời ơi, cá gô phi đực. Trời ơi, có cá, ông nội ơi. Trời ơi, cá phi đực đó lồm luôn, nội. Ông nội, ngoại ơi, trời ơi. Vô. Trời ơi, đáng không tiền bắt gạo. Ok, rồi. Con cưới gì ok nha. Còn cá không? Còn. Rồi, con cưới nha anh em, ok nha anh em. Trời ơi, con cá.
Ô trời ơi, con cá ông nậu cha ơi. Nhất nát thì chơi. Rồi, con cuối, nhảy. Nào ôm cá cho anh chụp tấm hình anh nào. Rồi, ok anh em ha. Rồi, cuốn đồ về nha anh em. Thì anh Hậu có nói là bữa nay anh Đức có 6 bầy lưỡi rồi, chứ có nhiều đâu. Có 6 bầy lưỡi rồi. Ít nè. Ok anh em ha, thì nói chung là anh em mình đi câu rồi mình xin nhiều thì mình chơi đúng nhiều thôi, chứ đừng gán, đừng tham. Nên còn con nghỉ liền. Tham ông ba không cho nữa. Chơi nữa. Coi gì. Để kéo thành quả lên nha mọi người. Dài dữ vậy. Nặng không, nặng không? Thôi gì kéo cắm đậu luôn nội. Chục ký không? Gách giọng nha, gách giọng nha. Ok, nặng dớm hả? Qua bển đi, qua bển đi. Tham, tại bỏ mấy cá nhỏ đi không chịu. Tham. Gì? Thở coi. Thở coi cái giọng kìa. Thôi cộng con sống luôn nổi luôn. Thả coi. Thôi, tính trên hai con mà chắc kinh hơn quá. Mẹ ơi cá. Thôi. Thánh thần ơi, thánh thần ơi. Thôi coi cái kìa. Thôi lựa mấy cá nhỏ bỏ đi. Thôi lựa con cá nè. Thôi thánh thần ơi. Thôi ghen không. Mẹ khiếp thần rồi chứ. Cũng khiếp, cũng khiếp. Rồi ok anh em, hết hiện em đã thấy thành quả ngày hôm nay nha. Rồi giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip khác. Bye bye.